Thưa quý khán giả, trong ẩm thực của người Việt, nem chua, rau sống là hai món ăn kèm quen thuộc được nhiều người ưa thích. Nem chua là món ăn sử dụng thịt heo độ lên men của lá và thính gạo để ủ. Nem có vị chua ngậy đặc trưng. Đây là món ăn có ở nhiều địa phương. Nem chua có thể ăn ngay hoặc ăn kèm với các loại thực phẩm khác, phổ biến là rau sống. Ngon thì ngon đó, nhưng mà nếu ăn nem chua ủ chưa chín cộng với rau sống bẩn thì đó thật sự là ẩn họa cho sức khỏe của người dùng. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị và các bạn xem những hình ảnh mà phóng viên chương trình Góc nhìn đa chiều vừa ghi nhận. Khi mình đi ăn hàng quán này nọ, ăn cơm, ăn hủ tiếu này nọ thì cũng thường là ăn rau sống. Cái đó là đặc trưng của Việt mình rồi. Nhưng mà cái nem chua lâu lâu ăn lần chắc cũng không sao. Rau sống vốn là tổ hợp các loại rau từ xà lách, giá đỗ, bắp cải bào cùng các loại rau thơm. Rau sống thường chứa ấu trùng dung sáng, ký sinh trùng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trừ những cơ sở sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ, đa số nông dân còn canh tác theo tập quán cũ, còn sử dụng phân tươi, lấy nước từ mương ao, cống rãnh hoặc sản xuất rau gần khu công nghiệp. Còn các tiểu thương bán rau, họ cũng thường dùng nước bẩn phun xịt để rau tươi lâu. Trồng rau nhiều khi nhà máy, nhiều khi trời mưa, họ hay xả mấy nước dơ ra, nhiều khi nó chảy, ảnh hưởng chảy vườn, nhiều khi rau chết này. Ngay như nhà em ở đây là gần khu người Tân Thới Hiệp này, em nghĩ cái nguồn nước nó không sạch rồi, nó cũng bị ô nhiễm. Ngoài ra, thói quen của đa số bà nội trợ là ngâm rau sống trong nước muối pha loãng hoặc thuốc tím, sau đó rửa qua nước vài lần. Tuy nhiên, cách làm này cũng chưa thực sự hiệu nghiệm đối với một số loại ký sinh trùng và đặc biệt là hóa chất bảo vệ thực vật còn tồn dư. Đối với những quán ăn bình dân vỉa hè, việc sơ chế rau sống còn đáng lo ngại hơn. Rau chỉ được người bán nhúng rửa sơ qua, sau đó đưa cho khách dùng. Dân, rau đã độc hại, bẩn từ khâu sản xuất cho tới đầu ra thì lại chỉ được các hàng quán nhúng rửa sơ qua. Những hình ảnh này dù không quá bất ngờ, nhưng quả thật khiến chúng ta giật mình. Cuộc sống bận rộn, bản thân Nhật Minh và nhiều quý khán giả đang xem chương trình cũng ăn ở hàng quán thường xuyên. Vậy, ăn nem chua, rau sống thường xuyên trong thời gian dài, chúng ta gặp phải những nguy cơ nào? Và sau đây là những thông tin chúng tôi tổng hợp từ ý kiến chuyên gia. Rau sống cũng là tiềm năng của sự nhiễm của rất là nhiều vi khuẩn và đặc biệt là các ký sinh trùng. Thứ nhất là con sán đầu gai là do ăn những cái hải sản, những cái thực phẩm sống. Thứ hai là con dung lương. Thì những cái con đó thì nó đi vào, nó không phải chỉ là gây rối loạn tiêu hóa đơn thuần mà nó có thể đi đến những cái cơ quan khác trong cơ thể và gây ra nhiễm độc. Và đôi khi có những cái trường hợp mà có tổn thương thần kinh do ký sinh trùng. Thì đôi khi thì bệnh nhân ăn xong rồi qua một cái quá trình thì tự nhiên đau ở vùng gan và đi khám thì được chẩn đoán là có một cái khối choán chỗ ở gan. Và đôi nhiên khối này thì là một cái áp xe rất là khó điều trị hoặc là đôi khi có thể nhầm lẫn với một cái ung thư. Cho nên cái điều này thì khi chúng ta ăn uống thì chúng ta phải thận trọng những cái món ăn sống. Còn đối với nem chua, do không được làm bằng nguyên liệu chính, nên dù đem lại cảm giác ngon miệng, nhưng đây là món ăn gây hại cho sức khỏe. Nếu thịt heo dùng làm nem chua bị nhiễm dung sáng, thì nguy cơ lây sang người là hiển nhiên. Có hai loại ký sinh trùng có thể lây nhiễm là sán lá phổi và sán lá gan. Trên thực tế, tỷ lệ những người bị nhiễm sán do ăn phải thực phẩm không chế biến chính như nem chua là rất đáng ngại. Theo thống kê của Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, trong số các ca điều trị nội trú tại viện có đến 50% là nhiễm dung sán do sử dụng thực phẩm tái sống. Ngoài ra, đối với món nem chua, hiện có nhiều loại nem không nhãn mác, không hạn sử dụng hoặc có hạn dùng nhưng không có ngày sản xuất. Nếu ăn phải thì nguy cơ mắc bệnh cho người dùng rất cao. Thì nem chua thì là một cái thực phẩm mà làm chín bằng cách là để lên men và không có nấu chín. Chính vì vậy thì trong quá trình lên men thì nguy cơ nhiễm khuẩn rất là cao, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm rất là cao. Do đó thì khi mà sử dụng những cái này thì nguy cơ người bệnh sẽ ngộ độc thực phẩm, sẽ bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng tiêu hóa. Trong quá trình chế biến nem chua thì người ta có thể sử dụng một vài những cái hóa chất để cho ngon miệng hơn, để cho bảo quản lâu hơn hoặc là để cho nhanh tăng cái vị chua thì nó tích lũy lâu dài.
Nó không phải là cái hại trước mắt mà cái hại lâu dài, thì có thể gây cái tình trạng là những cái phản ứng bất lợi cho cơ thể và dẫn đến tình trạng rối loạn cơ thể và dẫn đến ung thư. Việc kết hợp giữa rau sống và nem chua sẽ thật sự an toàn nếu chúng ta biết rõ nguồn gốc thực phẩm, hạn sử dụng. Ngoài ra, nếu chưa thay đổi được thói quen ăn uống của mình ngay, thì quý khán giả nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ. Đó là nên tẩy dung định kỳ, hạn chế món tái sống và hạn chế ăn ở các hàng quán vỉa hè, lề đường. Hoặc là quý vị cũng có thể tự làm món nem chua tại nhà để vừa thỏa mãn sở thích ăn uống của bản thân, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến đây chương trình Góc nhìn đa chiều cũng xin tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.